Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Nếu không có ngày Quốc hận 30 tháng 4 75 thì sẽ không bao giờ có hiện tượng bi thảm tuyệt nhân. Thưa quý vị, đó là lời của nhà báo Thái Tú Hạp trong buổi lễ tưởng niệm tuyệt nhân được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 26 tháng 4 2015 tại Westminster Memorial Park trên đường Bonsa, thành phố Westminster, miền Nam Cali. Với sự tham dự đông đảo của các vị trong Hội đồng Liên Tôn, các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các vị dân cử, các đại diện hội đoàn, đoàn thể, đồng hương và giới truyền thông báo chí. Chúng tôi xin giới thiệu nhà thơ, nhà báo Thái Tú Hạp, một thành viên của ban tổ chức cho biết sơ qua ngày thuyền nhân. Kính chào toàn thể quý vị. Cách đây khoảng 6 năm, khi mà hội đồng thành phố Westminster đã ra một cái nghị quyết công nhận ngày thuyền nhân Việt Nam là diễn ra vào cuối tháng 4 hàng năm. Cho nên mỗi năm chúng tôi đều mời gọi tất cả chư tôn đức, tăng ni, những vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và các hội đoàn cũng như là toàn thể đồng hương và thân nhân của những gia đình có người đã mất trên đường vượt biển tìm tự do đến đây để cùng nhau đồng tâm để mà thắp lên một nén hương cầu nguyện cho những người bất hạnh ấy sớm siêu thoát. Thưa anh. Dạ, thưa ông, chúng ta tưởng niệm cái ngày thuyền nhân hôm nay thì cũng đồng thời chúng ta kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4 1975 chúng ta đã phải rời bỏ quê hương để đi tìm cái sự tự do. Dạ thưa ông, trong cùng với cái ý nghĩa đó thì nhân dịp 40 năm như vậy thì ông có cái cảm xúc gì và ông có thể chia sẻ với quý khán thính giả? Dạ thưa anh, chúng tôi khẳng định rằng là nếu không có ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 thì không có hiện tượng thuyền nhân. Do đó nó trở thành một cái biến cố lớn nhất trong lịch sử dân tộc. Và hơn 400.000 người đã bỏ xác ở trên Biển Đông vì lý tưởng tự do và nhân quyền. Và mấy trăm ngàn người đó đã chết xuống Biển Đông. Cho nên chúng tôi là những người, là những chứng nhân và những thuyền nhân. Chúng tôi quyết tâm để thực hiện được cái đài tưởng niệm thuyền nhân là tạo nên một cái nơi chốn, mà ở đây là những cái ngôi mộ chung để mỗi năm tất cả mọi người đến đây để mà chiêm nghiệm rằng để lại những cái di tích lịch sử cho các thế hệ mai sau biết nguyên nhân nào mà cộng đồng Việt Nam đã đến đây, xứ sở Hoa Kỳ cũng như các nước tự do trên thế giới. Và điểm thứ hai là chúng tôi kêu gọi tất cả những đồng hương cùng có một cái tâm nguyện đến đây để thắp nén nhang coi như là tri ân và cầu nguyện đến những người đã bỏ mình trên Biển Đông vì lý tưởng tự do. Đó là cái mục đích cũng như là cái ý nghĩa hàng năm chúng ta thực hiện được ngày thuyền nhân Việt Nam. Sau ca khúc Đêm chôn dầu vượt biển của nhạc sĩ Châu Đình An do ban tổ ca trình bày và phần chào cờ khai mạc là phần ngỏ lời chào mừng và cảm ơn của nhà báo Thái Tú Hạp. Sau khi nói tới ngày 30 tháng 4 75 là biến cố tạo ra hiện tượng bi thảm thuyền nhân và từ nơi xứ người,
cộng đồng tị nạn người Việt đã trải qua bao khó khăn và từ đó vươn lên cho tới ngày hôm nay. Đài tưởng niệm thường dân Việt Nam là một công trình của cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản hải ngoại. Chúng tôi chân thành tri ân ông Tạ Đức Trí, thị trưởng và đồng thời cũng là tác giả nghị quyết vinh danh Đài tưởng niệm thuyền nhân và Ngày thuyền nhân Việt Nam được Hội đồng thành phố Westminster đồng thuận ban hành nghị quyết ngày 28/9 để đồng hương ghi nhớ quy tụ về nghĩa trang Westminster này hàng năm vào cuối tháng 4 để đồng hương chúng ta cùng chung năng lượng tâm linh cầu nguyện và tưởng niệm đến thuyền nhân Việt Nam sớm được siêu thoát như một truyền thống văn hóa của dân tộc nơi viễn xứ này. Ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 26 tháng 4, 2015, chúng ta đang ở vào thời điểm Quốc hận 30 tháng 4, ngày tưởng niệm quốc hận của người Việt tị nạn Cộng sản hải ngoại. Nếu không có ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975, sẽ không bao giờ có hiện tượng thuyền nhân. Trong cùng không cảnh thời gian thiêng liêng này, chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam sớm được an hưởng tự do dân chủ và nhân quyền thực sự. Thay mặt Ủy ban thực hiện Đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam, cố nhạc sĩ Việt Dũng, bác sĩ Lê Hồng Sơn, Thu Thủy, Minh Phượng, Chỉ Thiệm, giáo sư Văn Bằng, luật sư Từ Hy Hoàng, Phúc Minh, Đăng Tâm Hiền Nhi và Danh Doanh, chúng tôi chân thành cảm tạ quý vị đã bỏ thì giờ quý báu đến tham dự ngày thuyền nhân Việt Nam mang ý nghĩa tâm linh và lịch sử này. Trân trọng kính chào toàn thể quý liệt vị. Kế đến là phát biểu của ông Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster. 40 năm qua, tập thể người Việt tị nạn không chỉ riêng tại thành phố Westminster, khắp nơi trên thế giới, chúng ta vẫn giữ được căn cước tị nạn. Chúng ta vẫn giữ được tinh thần tranh đấu. Chúng ta vẫn giữ được lửa quyết tâm và hy vọng, niềm tin cho một Việt Nam tươi sáng trong tương lai. 40 năm qua, chúng ta vẫn giữ được lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chúng ta vẫn tổ chức các lễ tưởng niệm tháng tư đen. Chúng ta tưởng niệm sự hy sinh của các thuyền nhân. Chúng ta tưởng niệm sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng ta tưởng niệm sự tranh đấu của đồng bào trong nước. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm tạ sự tham dự của tất cả quý vị. Chúng tôi xin cảm tạ sự đóng góp của ban tổ chức, từng thành viên trong ủy ban tượng đài thuyền nhân. Buổi lễ tưởng niệm hôm nay sẽ tạo cơ hội cho thế hệ của chúng tôi, thế hệ tương lai hiểu được giá trị của sự tự do, thấy được lịch sử của cộng đồng Việt Nam, hiểu được căn cước tị nạn và 40 năm qua chúng ta vẫn có hy vọng tranh đấu cho một Việt Nam dân chủ và tự do. Cảm tạ tất cả quý vị. Tiếp theo là phát biểu của nghị viên đầu tiên của tiểu bang Utah, Thomas. Cháu là một trong những người Việt Nam đầu tiên ở tiểu bang Utah đã mà trở thành là nghị viên. Thì đây là thật sự cũng nói là tất cả những quý vị có mặt ngày hôm nay và nó riêng và nói chung là tất cả mọi người ở trong tiểu bang Cali này đã cho cháu một cái tấm gương rất là tốt để cháu học hỏi thêm để mà có thể nâng cao và có thể phát triển. Thì trong 40 năm qua, giống như Trí, thị trưởng Trạng Trí có nói rằng là đó là điều mà chúng ta cần học hỏi và chúng ta phải vượt qua trong những cái tương lai để mà có thể đem lại cho một thế hệ mai sau này cái một cái tấm gương tốt cho họ để có thể họ nói theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho cháu có cơ hội để mà có một vài lời đến tất cả mọi người. Sau đó là phát biểu của thượng nghị sĩ Giang Anh Nguyễn. Là một thuyền nhân, tôi và gia đình, tôi cũng như hàng triệu người Việt Nam phải bỏ đi, bỏ quê hương,
đi tìm tự do. Hôm nay chúng ta gặp nhau đây để tưởng niệm đến hơn hàng trăm ngàn đồng hương chúng ta đã bỏ mình trên biển cả đi tìm tự do và không chấp nhận sống trong một chế độ độc tài cộng sản. Tôi xin cảm ơn ban tổ chức lễ tưởng niệm này đã nhắc chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, để biết hiểu sự cao quý của tự do và dân chủ và học hỏi tại sao chúng ta sống trong một nước tự do và nước Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cầu nguyện cho đồng bào ở nước Việt Nam sớm có tự do, dân chủ và nhân quyền. Và xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng tôi trao lại bằng tháng tư đen của Quốc hội Cali cho ban tổ chức. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại.